Huấn luyện viên Kim Sang-sik thay thế loạt cầu thủ đội tuyển Việt Nam. Sau vòng loại hài U Cup năm 2026, đội tuyển Việt Nam có quãng nghỉ khá dài trước khi bước vào các trận giao hữu cũng như ép Cup cuối năm. Đây cũng sẽ là thời điểm phù hợp để huấn luyện viên Kim Sang-sik tiếp tục tìm kiếm thêm những gương mặt triển vọng cho đội bóng áo đỏ. Theo đó, chiến lược gia người Hàn và dàn trợ lý sẽ tiếp tục dự khán các trận cầu ở 3 vòng đấu cuối cùng V League 2023-2024. Mới đây nhất, ông thầy người Hàn đã có mặt trên sân hàng đấy để theo dõi trận đấu giữa Hà Nội với Công an Hà Nội. Việc dự khán sẽ giúp ông Kim Sang Sik đưa ra được những đánh giá chân thực nhất về phong độ của các cầu thủ, từ đó chọn ra những gương mặt xứng đáng cho đội tuyển. Ở đợt tập trung vừa qua, danh sách của ông Kim Sáng Sik cơ bản không có quá nhiều sự khác biệt so với bộ khung đội tuyển Việt Nam dưới thời ông Châu Sia. Tuy nhiên điều này một phần do thời gian quá gấp rút. Dự kiến sắp tới, ông Kim sẽ có một cuộc thay máu lực lượng lớn ở bóng áo đỏ. Ngoài ra ông cũng sẽ nghiên cứu và xây dựng lối chơi hiệu quả cho đội. Sau vòng loại World Cup, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào tháng 9 để chuẩn bị cho các trận giao hữu FIFA DC. Tháng 9, tháng 10 và tháng 11 liên tiếp sẽ là những đợt tập trung để các đội tuyển có thể thi đấu giao hữu quốc tế. Đây là cơ hội để ông Kim Sang-sik có những sự chuẩn bị tốt nhất cho đội tuyển Việt Nam trước AFF Cup năm 2024 vào cuối năm về phía đội tuyển Việt Nam, do không thể đi tiếp tại vòng loại U Cup năm 2026, đội sẽ phải tham dự vòng loại thứ ba sân Cúp năm 2027 để cạnh tranh vé tham dự vòng chung kết sẽ diễn ra tại Ả Rập Xê Út. Với thứ hạng FIFA hiện tại, đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ ở nhóm hạt giống số 1.